về nhân số học, hai định luật nhiệt động lực học và những tác động lên vùng trũng năng lượng ở bậc số 4 và số 7. Audio Quỳnh Share. Cả nhà mình thân mến, cũng giống như tất cả các bài viết có liên quan đến nhân số học trước đây, bài này thể hiện những gì mà bạn Quỳnh Hương học hỏi, nghiên cứu và ngẫm ngộ được cho đến thời điểm này, thấy tâm đắc cho nên chia sẻ cho những ai hữu duyên. Còn bạn nào đọc hay nghe mà không cảm được hay không cảm thấy thuyết phục, xin vui lòng chỉ dừng lại và không có ý kiến qua lại. Chúng mình xin phép không mở diễn đàn nào xung quanh vấn đề này nha. Cảm ơn các bạn trước. Mình vào nội dung chính nha. Mình muốn nói về thuật ngữ entropy. Đây là một thuật ngữ vắn tắt của một cụm khái niệm dài trong nhiệt động lực học, tức là thermodynamics. Đích xác hơn, đây là định luật thứ hai, hay còn gọi là nguyên lý thứ hai trong số 4, hoặc là có nơi thì nó là 3 định luật lớn của nhiệt động lực học. Nó liên quan đến tính không thể đảo ngược của một quá trình nhiệt động lực học do nhà vật lý học người Phổ Rudolf Clausius phát hiện ra. Từ thế kỷ thứ 18, các nhà khoa học đã biết đến hai quá trình đặc biệt có chi phối toàn bộ vũ trụ, đó là quá trình thuận nghịch và quá trình bất thuận nghịch. Quá trình thuận nghịch là quá trình mà vật chất tiến tới hậu quả hoặc là kết quả, sau đó lại có thể quay về nguyên nhân, rồi lại tiến tới mãi mãi, lặp đi lặp lại vô hạn, khiến cho sinh vật không bao giờ già đi, vật chất không bao giờ bị hủy hoại hay bị lão hóa và trở thành vĩnh cửu, không thể phá hủy. Điều này có thể coi như định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng được áp dụng vào trong lĩnh vực nhiệt động lực học. Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ hình thái này sang hình thái khác. Còn chân lý này, nếu nhìn từ phía Phật giáo, thì nhà Phật đã nhìn ra từ rất lâu. Một trong những thể hiện rõ nét nhất chính là sự khẳng định vạn vật không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm, như trong Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đã đề rõ. Trong khi đó, quá trình bất thuận nghịch là một quá trình nghịch đảo của quá trình thuận nghịch. Đây là quá trình mà sự vật, sự việc luôn đi từ quá khứ đến hiện tại mà không đi ngược lại. Quá trình này đồng nghĩa với sự tự phá hủy, hủy hoại của vật chất. Ví dụ như con người thì ngày càng già đi, máy móc thì hoạt động ngày càng yếu đi, kim loại dần bị ăn mòn, rỉ sét, vân vân. Cả hai quá trình này đều có liên quan đến một thứ, đó là nhiệt. Trong 4 nguyên tố cơ bản của thế giới theo quan niệm từ cổ xưa, bao gồm đất, nước, gió, lửa, thì có lẽ lửa là nguyên tố có tính chất kỳ lạ nhất. Lửa vừa phát sáng lại vừa tỏa nhiệt, ngọn lửa lại có thể chuyển động linh hoạt. Nói chung, bản chất của lửa là nhiệt. Nhiệt có thể tạo thành bằng cách thực hiện công hay là thực hiện qua cách truyền nhiệt. Bản chất của vũ trụ là nhiệt. Không một vật thể nào trong vũ trụ không chịu sự chi phối của nhiệt. Nói cách khác, mọi vật đều có ma sát, không nhiều thì ít, mà ma sát thì lại sinh ra nhiệt. Ngày 2 tháng 1 năm 1882, Rudolf Clausius ra đời, đánh dấu một thời kỳ mới của nhiệt. Nguyên lý ông phát hiện ra, phát biểu rằng entropy của một hệ kính chỉ có hai khả năng, hoặc là tăng lên, hoặc là giữ nguyên. Từ đó dẫn đến định luật là không thể chuyển từ trạng thái mất trật tự sang trạng thái trật tự nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài. Vì entropy là mức độ hỗn loạn của hệ, định luật này nói rằng vũ trụ sẽ ngày càng hỗn loạn hơn. Cơ học thống kê đã chứng minh rằng định luật này là một định lý đúng cho hệ lớn và trong thời gian dài. Áp dụng vào cuộc đời con người, từ những bài viết trước đây, chúng mình đã từng xác định rằng khi còn mang thân vật chất, con người không nằm ngoài quy luật lên xuống thăng trầm của những làn sóng. Từ cách đây 2.600 năm, nhà toán học thần học Pythagore đã khẳng định con người dao động lặp lại theo tần số rung động 9 năm một chu kỳ, gồm một đỉnh cao và hai điểm trũng năng lượng nằm ở số 4 và số 7. Điều này thể hiện rõ nét trong cấu trúc 7 bậc âm thanh cơ bản trong âm nhạc. Điểm trũng rơi vào bậc 4, tức nốt pha, chỉ có nửa cung, và bậc 7, nốt si, cũng chỉ có nửa cung so với đầy đủ hai bán cung như ở các bậc khác. Việc này mời các bạn xem hoặc nghe lại chi tiết ở bài viết những vùng điểm trũng tự nhiên ở 4 và 7, hoặc các bạn có thể nghe ở trong cùng kênh Quỳnh Hương Lê Đỗ này ha.
Ở bài viết trước này, tụi mình đã xác định là việc con người ta sống không giống nhau trải qua mỗi năm tháng là điều có thể dự đoán được. Và với chu kỳ 9 năm cá nhân lặp lại, đem nguyên lý entropy áp dụng vào, có thể hiểu rằng mỗi người ta sẽ sống ngon lành nhất về mặt năng lượng mỗi 9 năm một lần, rơi vào năm cá nhân thứ 9 và thứ nhất của chu kỳ kế tiếp. Và rồi cùng với thời gian, mọi cái sẽ giảm sút dần, bao gồm cả mặt năng lượng. Để rồi khi người ta đi dần vào năm cá nhân thứ 4, năng lượng tự nhiên sẽ cạn dần cho đến cạn kiệt tùy theo mức độ sống tích cực ở mỗi người. Ở thời điểm đó, cũng theo nguyên lý entropy, nhất định ta không thể tự thân kéo mình về điểm năng lượng cao và ổn định như các năm trước được, nếu không có thêm sự trợ giúp hoặc can thiệp từ bên ngoài. Để rồi từ sự trợ giúp ấy, ta sẽ có thể vượt qua được vùng trũng năng lượng tự nhiên ấy. Quá trình vận hành sẽ được tiếp tục cho đến khi hết năm cá nhân số 6, thì lại rơi tiếp vào một vùng trũng thứ hai là năm cá nhân thứ 7. Năm này lại còn quan trọng hoặc nghiêm trọng hơn khi cùng với tình hình nước rút, ta buộc phải đi qua được vùng trũng này một cách an lành hết mức có thể, thì mới đủ sức đi tiếp để làm một cuộc lật mình lớn vào năm cá nhân thứ 9. Như vậy là một lần nữa, cũng theo nguyên lý entropy, đại đa số khả năng tự thân của chúng ta vượt qua là rất thấp, mà lại phải cần thêm sự trợ giúp từ bên ngoài. Chính vì điều này, đã từ lâu, trong các khóa học về quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mây Quy, tụi mình đã khuyến khích xây dựng các cộng đồng hiểu và thương, đồng cảm với nhau, đồng kéo nhau lên và đồng tiến bộ. Rất nhiều người tìm đến các khóa học về nhân số học của chúng mình trong tình trạng bối rối, đau khổ hoặc bế tắc vì họ gặp phải những vấn đề từ sức khỏe đến công việc làm ăn, đến các mối quan hệ gia đình hay tình cảm, v.v. Nhiều người trong số họ, khi học cho đến nơi đến chốn, đều đã tự mình nhìn ra họ đang đi vào trong khu vực điểm trũng năng lượng tự thân và khó tự mình vượt khỏi hố sâu này, rất cần thêm những bàn tay trợ giúp. Liệu các bạn có thể được trợ giúp không? Có chứ. Và những ai, những gì có thể là những can thiệp từ bên ngoài tác động tích cực đến cho bạn đây? Cũng nhiều lắm đó. Này nha, đó có thể là cộng đồng các bạn học ở cùng lớp. Nếu như ở nhà, ở công ty, v.v. các bạn có thể rất cô độc, cảm giác không ai hiểu mình. Tuy vậy, khi đã vào học cùng một lớp, cùng được yêu cầu thực hiện chung những bài tập về gia tăng năng lượng ổn định, cũng như thực hành lòng biết ơn, các bài tập thở có kỹ thuật, các nguyên lý ăn uống ngủ nghỉ sao cho có năng lượng, v.v. Bạn nào lười nhất cũng được cả lớp kéo đi. Ở các lớp cấp độ cao hơn, nhất là ở lớp cấp độ 2, khi những vấn đề cụ thể của mỗi thành viên được chia sẻ chân thành cùng cả lớp, đó cũng là lúc những nhóm cùng tu tập được hình thành. Ở nhà Mây Quy, tụi mình hiểu rõ, chỉ có bằng phương pháp tu tập quán chiếu để không ngừng chỉnh sửa những điều chưa ổn nơi bản thân, đồng thời tập nên những hạnh lành mới, thì mỗi người mới có thể dần chuyển hóa được những bế tắc và sự không ổn của mình. Thì từ đó đời sống mới có thể khác đi một cách tốt đẹp hơn được. Đó có thể là chính người thân hay người nhà của mình. Ngày trước, khi chưa hiểu biết về nhân số học, mỗi khi sa vào những vũng lầy của tâm trạng u uất hay bế tắc, ta chỉ biết trách trời trách đất hoặc chịu đựng cảm giác bế tắc trì trệ ấy mà không biết bao giờ mới kết thúc hoặc qua đi. Giờ đây, khi hiểu biết về quy luật lên xuống của những dòng chảy năng lượng qua các chu kỳ 9 năm, ta bình tĩnh đón đầu nó và tiếp nhận nó với sự chuẩn bị tâm thái nhất định. Bên cạnh việc chủ động cố gắng trợ lực cho mình bằng những bài tập thực hành năng lượng, giữ mình ở mức ổn định hết sức có thể, ta chủ động trò chuyện với người thân, những người mà ta biết là đang đi vào những vùng năng lượng cao như các đỉnh cao chính ở năm cá nhân số 9, số 1 hay số 2. Ta chủ động đề cao năng lực của họ, khẳng định tầm quan trọng của ý thức sống tích cực nơi họ, để rồi một khi họ sống tích cực vào những giai đoạn đó, họ hoàn toàn có thể cán đáng trợ lực cho ta cả phần thể chất lẫn tinh thần rất nhiều. Ta có thể tìm sự trợ giúp từ những quyển sách, những bộ phim, những tác phẩm mang giá trị tinh thần sâu sắc và cao độ. Tác giả của những quyển sách, bộ phim hay tác phẩm ấy đều là những bậc thầy lớn, có một nguồn năng lượng từ bi vô biên. Họ hoàn toàn có thể là một chỗ dựa cho ta mỗi khi ta sa vào những vùng trũng. Quan trọng nhất, mình xin phép đặt ở vị trí cuối cùng. Đó là ta có thể nương nhờ ở chư ân trên nào mà ta hữu duyên và cảm thấy tin tưởng. Mình nói vấn đề này với tất cả sự nghiêm túc.
Bạn đã bao giờ tự ngẫm vì sao trên thế giới này lại tồn tại rất nhiều các trường phái tín ngưỡng hay tâm linh đến như vậy? Bởi vì cơ bản, con người nhìn ra họ bé nhỏ đến thế nào trong vũ trụ mênh mông này. Và bởi vì bé nhỏ, nên sẽ có những lúc họ cảm thấy bản thân họ thực sự yếu ớt, bất lực trước những gì xảy đến. Và ở đó, họ thấy khó thể nào tự nhờ vào bản thân mà phải tìm đến một sự nương nhờ, một đức tin tâm linh để mà phó thác và cần được sự giúp đỡ. Bạn có thể nói, đó là vì ngày xưa khoa học kỹ thuật chưa phát triển, người ta còn yếu ớt. Thì giờ đó, ở đầu thế kỷ thứ 21 này rồi, khoa học đã phát triển đến thế nào rồi? Vậy một khi cơn đại dịch bùng phát, cả thế giới ngưng trệ một thời gian dài, nền kinh tế, văn hóa, xã hội đều bị đảo lộn diện rộng. Rồi còn nữa, rất nhiều những thiên tai gần đây ngày càng dồn dập, động đất, sóng thần, cháy rừng, núi lửa, vân vân. Những lúc ấy, ta liệu có nương dựa vào chính mình nổi không? Thật lòng, mình thương Đạo Phật vì ở trong đó đã cấp cho mình nhiều sự giải thích thông cho những vấn đề vướng mắc của mình từ tận hồi còn trẻ. Giờ đây mình hiểu về luật nhân quả để vui vẻ cam nhận những quả đắng ngọt xảy đến cho chính mình mà tâm không oán giận. Để rồi trên nền tảng đó, dẫu có thế nào, rồi cũng gắn trồng lên tiếp những hạt mầm lành để biết rằng sau này, những đời sau nữa ta mới có trái lành mà ăn. Mình hiểu rằng chúng ta sống không phải chỉ có ở đời này kiếp này, mà ta đang trong một hành trình nối dài những chu kỳ sống, những chương đời sống, để ở đó ta phải phát triển tiến hóa phần tâm thức, mà thực chất là một hành trang rốt ráo để quay về nhà. Mình hiểu, ta không phải là cái tôi cá nhân nhỏ lẻ đầy bản ngã tham sân si, mà là một phần không thể tách rời trong một tổng thể đẹp đẽ uy nguyên to lớn của vũ trụ này. Vì thế, khi được đọc về hai định luật, hai nguyên lý ở trên, về nhiệt động lực học, mình nhận ra những khi nào ta vẫn còn mang thân vật lý này, ta không thể nào tránh khỏi phải đi qua những vùng số 4 và số 7. Ta không thể nào tự thân mình vượt qua được những vùng bài thi khó mà vũ trụ đang bày bố cho ta. Từ chính những gì ta đã từng gieo trong quá khứ, thì ta nhất định sẽ cần nhờ sự che chở, bảo hộ và dẫn dắt từ chư ân trên, cũng vốn là một lực từ vĩ đại khó thể nghĩ bàn, mà mắt trần ta không thể nhìn thấy được, nhưng ta biết có tồn tại và tồn tại rất mạnh mẽ. Mình nghĩ những ai có đức tin quay về hướng nào thì chắc cũng sẽ thấy bản thân các bạn ngắm nhìn ơn trên của các bạn đẹp đẽ như vậy thôi. Chúng ta cần ơn trên như một đại bảo tán cái, một cái dù thật lớn, thật đẹp đẽ, có thể chở che chúng ta đi qua những ngày khó, những ngày chúng ta yếu ớt, năng lượng tự nhiên giảm thấp, kéo theo rất nhiều những bất ý tựu về theo đúng luật hấp dẫn của các tầng năng lượng. Nhưng chúng ta nương nhờ ơn trên một cách ý thức và minh mẫn, chứ không mù quáng và đậm tính chất ỷ lại. Ta biết ơn ơn trên đang gia ân che chở cho ta, để rồi ở trong những vùng che chở ấy, ta ra công tu tập, lấy sám hối làm đầu, để mong chuyển hóa bớt phần nào những bất thiện nghiệp ta đã vô tình cố ý tạo tác từ vô lượng kiếp. Và cũng song song quá trình sám hối đó là sự cam kết điều chỉnh bản thân để sống tốt đẹp, thiện lành hơn cho hôm nay và dài mãi về sau. Mình tin những ai có niềm tin và căn lành đủ lớn sẽ ít nhất một lần cảm nhận qua sự nhiệm màu của sự được cứu giúp trong những thời gian ngặt nghèo, và qua đó cảm nhận động lực mãnh liệt mà điều chỉnh, xoay chuyển bản thân, xoay chuyển gia đình, người thân, cộng đồng quanh mình. Để rồi sau khi đi qua khỏi các vùng trũng ấy, chúng ta đã trở thành những phiên bản tốt hơn, đẹp hơn, thanh lành hơn của chính mình. Bằng cách đó, sự nương nhờ tha lực mỗi khi đi vào những vùng trũng năng lượng của bậc số 4 hay số 7 vẫn có những giá trị hết sức cao đẹp. Bản thân mình cảm nhận rất rõ điều này từ khi mình đi vào năm cá nhân số 4, lại cộng từ tổng 13, chính là năm 49 tuổi dương lịch này. Hơn thế nữa, mình cũng nhìn ra cả nhà mình đang đi vào lộ trình của những con số 7 khi ba người chị em còn lại của mình đều đã hoặc đang đi ngang qua tầm ảnh hưởng của các đỉnh cao mang tính chất của con số 7. Tụi mình hiểu tất cả những điều này đã được thiết kế từ trước khi chúng mình sinh ra,
vì chúng nó nằm sẵn trong ngày sinh của chị em mình mà. Và cũng nhìn theo cái nhìn truy quả tầm nhân, thì những thời điểm này là những vùng trũng tụ nghiệp, để mỗi người có cơ hội tẩy tịnh cho sạch hơn những bất thiện nghiệp của mình từ nhiều đời kiếp trước. Nhìn lại hơn một năm qua, với những sóng gió thăng trầm thuộc dạng 360 độ, nếu là tụi mình của những chặng đường trước đây không có Phật Pháp để nương nhờ và thiếu hiểu biết để hoặc bình tĩnh chấp nhận hoặc tìm cách để hóa giải dần, chắc tụi mình đã rơi vào trầm cảm hay cảm giác bế tắc. Thật biết ơn Phật Pháp, biết ơn chư ân trên mà tụi mình biết rằng vẫn đang âm thầm gia hộ, che chở và dẫn dắt chúng mình đi qua những vùng trũng này một cách tốt nhất có thể, theo sự an bài của ân trên, dựa trên sự cố gắng của chúng mình. Hiểu được đến đó, bỗng thấy lòng an lành như đứa con thơ được dụi vào lòng mẹ lớn lao và bao la. Việc của chúng con chỉ là tận lực và cố gắng, còn lại vẫn là phó thác, tri thiên mệnh. Nhiều bạn đọc tới đây sẽ nói, nếu tôi không phải theo đạo Phật, lẽ nào tôi sẽ không hưởng được sự nương nhờ này hay sao? Có chứ bạn, tụi mình chân thành nghĩ rằng bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng thiện lành nào ở trên thế giới đều chỉ là những phản ánh hơi có vẻ khác nhau của cùng một cội nguồn chung đẹp đẽ, nơi đó có trí tuệ không giới hạn và tình thương không giới hạn, cũng không phân biệt màu da, sắc tộc hay tôn giáo. Thậm chí, bạn nào chưa tìm được một đức tin tâm linh nào hoàn toàn phù hợp cũng có thể nghĩ rằng ơn trên đang che chở trên đầu bạn chính là Mother Nature, tức là mẹ thiên nhiên bao la thiêng liêng. Bạn tin đi, cho dù bạn có gọi ơn trên của bạn bằng bất cứ danh xưng hay tên gọi nào, thì bản chất của các vị đều chỉ là một mà thôi. Và rốt cục, vị ấy là ai? Với nguyên lý, vũ trụ này đồng một thể, trong bạn có mình, trong mình có bạn, trong ta có nhau. Đấng ơn trên thiêng liêng ấy cũng chính là phần Phật tính thiêng liêng, phần trí biết vô hạn, sức mạnh vô hạn, tình thương vô hạn mà vạn vật luôn có sẵn ở trong mình. Chỉ là do lăn lộn tới lui trong sinh tử luân hồi, mỏi mệt trong xả thân này rồi thọ thân khác, chúng ta ngày càng mờ, không nhìn ra bản chất tốt đẹp cao cả trong vạn vật, bao gồm chính ta mà thôi. Nói một cách khác, khi chúng ta còn nhìn thế giới này với con mắt phân biệt, tức nhị nguyên, thì chúng ta còn thấy mình nương nhờ chư ân trên cho chúng ta đi qua những giai đoạn ngặt nghèo ắt có trong cuộc đời. Và nếu chúng ta biết rằng đằng sau thế giới nhị nguyên ấy là một thể nhất nguyên tuyệt đẹp, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang được trợ duyên để tìm về bản tánh chân như sáng trong, cao đẹp, sâu thẳm ở trong mỗi người. Hành trình này có thể rất dài, rất bền bỉ, trải qua hẳn không chỉ trong vòng của một đời sống này đâu. Tuy nhiên, nếu không có bước thì làm sao có ngày chạm tới đây? Suốt những tháng qua, chúng mình bày cho bản thân mình và các bạn hữu duyên ở trên trang, trong các lớp học, qua những chuyến đi, v.v., tập trung vào pháp sám hối. Sám hối có thể có rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng tựu trung đều đang hướng về một giá trị, nghiệp tiêu thì phước trưởng. Nhân những lúc lội ngang qua vùng trũng năng lượng tự nhiên của con số 4 và số 7, hãy tận dụng thời gian ấy mà nương nhờ ơn trên, tận lực quét càng sạch càng tốt mớ rác tiềm thức, tức là các nghiệp bất thiện còn sót lại trong tâm mình hay trên thân mình. Con số 4 và 7 này thể hiện không chỉ ở các năm cá nhân đâu nha, mà nó còn có khả năng rơi vào các đỉnh cao nữa. Mở rộng ra, có thể tính thêm các bậc 4 tiếp theo của con số 7 là những con số 10 hay số 13 thành 4 hay số 16 thành 7, v.v. Và cuối cùng, khi cả thế giới chúng ta đều đang đi qua vùng trũng chung của năm thế giới là năm số 7, tức lấy 2023 cộng lại, thì quan sát từ đầu năm đến bây giờ, chúng mình nhận thấy có vẻ rất nhiều người trong chúng ta đang phải bước qua bài thi chung về sức khỏe. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, bệnh tật chính là sự trổ quả của những cá nhân xấu, đặc biệt là nghiệp sát mà ta đã có thể gây ra từ một số đời kiếp sống trước đây. Mình ngẫm đến,
Những gia đình có gen dễ bị ung thư chẳng hạn, cha mẹ con cái đều rất dễ vướng vào căn bệnh nan y này. Thì nhìn một góc nào đó, đó có phải đã nằm trong cấu trúc ADN, tức DNA của bạn, và phải chăng đó là một mối nguy cơ chung đã được định sẵn từ khi chúng ta chào đời? Vậy, nó hoàn toàn có thể là một loại cộng nghiệp mà gia đình đó nên nghiêm túc nhìn nhận. Và một khi đã thấy bản thân ta có thể nằm trong tình cảnh này, thì việc sám hối là một điều nên đặt lên hàng đầu, cùng với điều thứ hai rất cần không kém là ý thức ngưng tạo thêm nghiệp sát, dẫu vô tình hay cố ý. Và nếu bạn ngẫu nhiên đang đi vào năm cá nhân số 4, số 7 hay các đỉnh cao mang tính chất số 4 từ 13, số 7 rồi số 10, v.v. ngay trong năm số 7 này của thế giới, bạn hãy càng nên ưu tiên đặt vấn đề nương nhờ đức tin tâm linh thiện lành, một tha lực đủ mạnh mẽ và từ bi để bạn nương nhờ mà chí tâm sám hối, tu tập, làm lành để bạn đi qua được giai đoạn đặc biệt này một cách bình an nhất trong khả năng có thể. Còn một khi ta đã tận lực cố gắng, mọi cái xảy ra đều là cái nên xảy ra. Và điểm mấu chốt cuối cùng là hãy nhớ về nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, đó là mọi cái thật ra chỉ là một, không sinh không diệt. Ta mà có ngoài ý muốn phải xả bỏ tấm thân đời này kiếp này, thì dù thế nào vẫn hãy nên cố gắng giữ phần tâm hồn không sợ hãi. Bằng cách đó, ta sẽ có khả năng thức dậy khỏi một giấc mơ dài. Và bằng cách nào giữ ta được không sợ hãi khi đối mặt với những việc sinh tử? Đó là nương nhờ, phó thác mạnh mẽ và hết lòng vào một đấng ơn trên mà ta hết lòng tin tưởng. Bạn thân mến, ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Đó là ngày mang con số 7. Rồi con số ngày tháng cộng lại là ngày 7 tháng 6 cộng lại thành 13. 13 thì thành 4. Và năm 2023 cũng cộng lại thành con số 7. Mình đã dành cả ngày hôm nay để thực hành các pháp sám hối để cho bản thân và cho những người thân, người thương. Và rồi thời gian còn lại mình đã dành để viết bài viết này, chia sẻ cho những người thân, người thương hữu duyên. Một bài viết rất dài, rốt cuộc cũng dẫn dắt lại đi về với những nguyên lý ngắn gọn, đơn giản đến như vậy. Cũng không rất dễ hiểu đâu, mình biết mà. Nhưng mình hy vọng là sẽ có những bạn chạm đến và cảm đến được những gì mà mình đang muốn gửi gắm, truyền tải đến cho các bạn. Hoặc giả là bạn cứ để đó, một lúc nào đó khi hữu sự có liên quan, bạn sẽ hiểu. Gửi niệm lành cho tất cả. Thương lắm. Ngày 7 tháng 6 năm 2023, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Team.